Hello các bác nhá. Chúc mừng các bác và anh em anh đang test chất súp của quả súp hơi 50 đến từ thương hiệu Super. Tiếng bắn nó quá thấp, quá sâu, quá mềm mà quá lực luôn nhá. Mà nghe chưa? Lớp súp phần nào ra phần đấy, nó quất phần nào ra phần đấy, phải lắm. Ui dồi nghe êm sâu nhỉ. Các bác hãy cắm tay phone vào tai, nhắm mắt lại và nghe tiếng súp đổ ở thân sâu. Ok bác nhá, bây giờ em sẽ cho bác ngắm nhìn một vòng xung quanh cặp súp 50 hơi đến từ Mỹ. Hai các bác mà bỏ đồng tiền ra mà chốt cho quả súp này thì đúng là như ý luôn, đẹp lắm. Rồi ok các bác, bây giờ em sẽ cho nhỏ nhạc, sau đó em sẽ mời các bác nghe một bản bolero kết hợp với tiếng súp một đổ phê như nào nhá. Thì đây là em đang sở hữu một đôi súp đơn sự bắt 50 từ 20 họng 76. Thì dòng súp này là do Mỹ sản xuất nhé, sản xuất tại Mỹ đấy. Thì nó có độ rộng sau này, rộng là 63, sâu 60, cao 82. Tức là cái súp này thiết kế kiểu như hình vuông này, rất là cân đối hài hòa nhé. Thùng gỗ bọc lẩy rất là đẹp luôn. Phía ngoài là một e căng bảo vệ Sofer, sản xuất tại bang California, USA nhé. Đấy, nó nhìn đây, hình thức bên ngoài. Và bây giờ em sẽ qua bên trong thì bác nhìn cái thùng gỗ đây. Đấy, rất chắc nhá. Thùng gỗ chơi phê lắm. Lỗ thông khí là 4 lỗ ở phía trước luôn. Bông nó là đúng bông Mỹ nha bác. Bông của nó bông tiêu âm thủy tinh nhá, màu vàng cháy. Đấy, màu vàng cháy nhìn chưa? Và cái dòng súp này đặc biệt nó có phân tần anh em này. Phân tần này. Súp có phân tần thì bao giờ cho tiếng bát cũng rất là mềm, sâu, lực bác nhá, mà nó không bị bùng nhùng. Đấy, nó cắt những tiếng bùng nhùng này. Nhìn chưa? Cái súp Sauer này giống như là Community có phân tần, một dòng súp đặc biệt. Nó phù hợp cho những người chơi âm thanh ở cái trình độ đẳng cấp cao hơn. Đấy thì nghe tiếng súp nó sẽ đã hơn mà nhá. Nói chung là đẹp ạ. Về được một đôi, bác nào có chốt được một đôi thì chốt, còn bác nào muốn chốt một quả thì chơi một quả. Thì bây giờ súp này bác chơi ngoài trời, trong nhà tất cả là hết nhá. Đấy. Sauer này. SB18. Con này công suất của nó từ 200 đến 400W USA nhá. Đấy. Nói chung dòng này bác chơi thoải mái, hỗ trợ hai lần vào. Súp Mỹ xịn luôn nhá. Mỹ xịn đấy, chứ không đùa đâu. Và em quay quả bát này. Những cái dòng từ đen mới nhá, cơ bản là xuất tại Mỹ này. Đây từ đen nó nhìn chưa? Cái từ đen này là áp dụng cho các những dòng như là loa JB125, 105, 225 là từ đen. Từ này từ nó khoảng tầm 22 rồi, em gọi là 22. Xương rất thẳng luôn nhá. Xương thẳng tắp như chân người mẫu này. Đấy. Xương nó là xương nhôm chứ không phải gang luôn nhá. Xương nhôm. Xương nhôm bác nhá. Xương nhôm. Loa tình trạng xuất sắc. Họng 76 thôi. Đấy, các bác đừng nghĩ là họng to mà hay nhé, họng nhỏ lắm phê nhé, nghe sướng lắm. Đây, họng này, zin đét cho các bác luôn. Zin đét bác nhá. Đét đẹp luôn. Gân lụa tầm dầu 4 sóng, 1, 2, 3, 4 này. Áo phơ đều có made in USA hết. Đấy, cam kết các bác là con này là hay nhá. Còn Mỹ thì Mỹ loài không nói rồi. Mỹ nó phòi cả ra rồi, nhưng mà cam kết bác nó là con này đánh quá phê luôn. Bây giờ em sẽ mời bác nghe bản Bolero. Đầu tiên em sẽ rút súp ra cho nhá. Đây em rút súp ra để mời bác nghe bản Bolero đã, đúng không? Thì nó mới đúng được. Giá em thông báo luôn bác nhá. Giá con này em đang bán cho bác là 7 triệu. Một quả. Mua một quả được, mua hai quả được. 7 triệu một quả. Bao ship cho các bác nhá. Bao ship cho các bác luôn. Và tặng một cái dây loa để về chơi. Rồi nhá, để bác nghe chơi có súp đúng không? Em cảm xúc anh nhá. Nhà đã lắm, nhà xưa lắm, nhà một quả này ok. Ôi, quá phê em nhá. Trăng gầy nhìn bóng cài sông. Lấy một phút combo nhá, đây cả bộ đây này. Loa đây bây giờ, loa phút đây, phút kép. Đấy,
Hôm nay mà nghe thì một đôi này có phê mà nhé. Đây phụt kép này. Bát 40 phụt kép. Đôi này giá là 22 không nhé. 22 triệu. Rút 7 triệu một quả. Và xin cả bộ được. Xin kia ra cô nhá. Ok.